Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, Đảng ủy Công an tỉnh đã được Tỉnh ủy Tây Ninh tặng bằng khen, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021. Có được kết quả này trước hết thể hiện sự quyết tâm đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động một cách nhất quán, hiệu quả của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, phát huy vai trò của từng cá nhân trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Với mục tiêu đặt ra từ đầu là phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, trật tự xã hội, ổn định, góp phần hiệu quả cho quá trình phát triển kinh tế của tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi trong trạng thái bình thường mới. Do đó, trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn đặt vai trò cấp ủy, người đứng đầu, lãnh đạo đơn vị là yếu tố chủ chốt và cán bộ chiến sĩ lực lượng cơ bản để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Đảng ủy Công an Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhất là quy định về những điều đảng viên không được làm và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Bên cạnh giải pháp đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong công an nhân dân, gắn với tăng cường quản lý cán bộ đảng viên, Đảng ủy Công an Tây Ninh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên cũng như thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên vi phạm. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chú trọng cái công tác kiểm tra, giám sát, vừa góp phần nâng cao cái vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, vừa được xem là nội dung, là phương pháp lãnh đạo nhằm xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bản lĩnh cách mạng đủ đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Qua kiểm tra giám sát được xem đó là một cái thước đo hiệu quả nhất để đánh giá về chất lượng tổ chức đảng và đảng viên của từng chi bộ, đảng bộ, qua đó rà soát kịp thời phát hiện như là chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót trong cái quá trình tổ chức thực hiện các cái nghị quyết của đảng ủy cấp trên. Cũng qua kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng thì kỷ luật kỷ cương trong đảng được siết chặt hơn, có cái tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa các sai phạm đối với tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên thuộc Đảng ủy Công an tỉnh. Có thể thấy, chỉ có sự giám sát thường xuyên, thực chất, hiệu quả mới có thể sớm phát hiện những khuyết điểm vi phạm để xử lý nghiêm túc, triệt để những sai phạm bằng biện pháp tích cực để các hoạt động đó đi đúng quy đạo và đạt hiệu quả. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh rất là quan tâm lãnh đạo chỉ đạo về công tác kiểm tra giám sát cũng như là trong tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ đảng thì cũng đã đạt được nhiều cái kết quả quan trọng. Cụ thể là cấp ủy tổ chức đảng rồi ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ công an tỉnh đã nhận thức được đầy đủ đúng đắn về công tác kiểm tra giám sát của đảng là một trong những nội dung quan trọng trong cái hoạt động lãnh đạo của đảng. Do vậy đã tập trung thực hiện toàn diện đồng bộ các cái nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ đảng, chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra giám sát toàn khóa và hàng năm và triển khai thực hiện đảm bảo theo các nội dung trong cái chương trình đã đề ra. Từ đó đã góp phần rất là quan trọng vào cái công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Công an tỉnh. Trong giai đoạn hiện nay thì đảng rất là quan tâm về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, trong đó có công tác kiểm tra giám sát. Cho nên là về phía Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định mới của đảng về công tác kiểm tra giám sát của đảng để góp phần giữ nghiêm nguyên tắc kỷ cương kỷ luật của đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn ngành, xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết hàng năm cũng như là nghị quyết đại hội của Đảng bộ Công an tỉnh đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Chính vì lẽ đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ đảng viên ở lĩnh vực công tác có nguy cơ dễ xảy ra tiêu cực. Cấp ủy các cấp thường xuyên tự kiểm tra, nhất là đối với cấp ủy viên và cán bộ thuộc cấp mình quản lý,
chỉ ra những ưu điểm để phát huy, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh. Năm 2021 thì kiểm tra giám sát thì 96 tổ chức đảng, 430 đảng viên, trong đó là tập trung cái kiểm tra giám sát là việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, cái quy định của đảng, việc thực hiện cái quy chế làm việc, thực hiện cái chức trách nhiệm vụ được giao và cái việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện cái cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Thì nổi bật là giám sát thường xuyên và cái giám sát chuyên đề, qua đó thì đã nắm chắc tình hình, đánh giá đúng cái hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thì qua công tác kiểm tra giám sát thì đã nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng cái đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua kiểm tra đã đề nghị chấn chỉnh khắc phục những khuyết điểm đối với tổ chức đảng viên trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, về thực hiện chức trách nhiệm vụ. Và một trong những điều kiện cần thiết trong kiểm tra giám sát là sự tự giác của cán bộ đảng viên. Ngoài việc chấp hành các hoạt động kiểm tra giám sát của tổ chức đảng, bản thân tôi cũng luôn có ý thức tự kiểm tra, tự giám sát, tự soi rọi lại mình trong mọi hoạt động hàng ngày, đặc biệt là trong chấp hành nghị quyết của chi bộ, trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như trong lối sống, sinh hoạt hàng ngày. Song song đó, việc thi hành kỷ luật đảng bảo đảm về nguyên tắc, thủ tục, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm. Có thể thấy, mặt trái của cơ chế thị trường sẽ tác động đến một bộ phận cán bộ đảng viên kém tu dưỡng, rèn luyện và dần dần thoái hóa, biến chất. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa đang diễn ra theo chiều hướng ngày càng phức tạp, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến vai trò lãnh đạo của đảng, làm mất niềm tin của nhân dân, làm hoen ố hình ảnh người công an nhân dân. Do đó, càng thấy được sự cần thiết và quan trọng của công tác kiểm tra giám sát. Năm 2022 tiếp tục là một năm với nhiều thách thức mới. Tình hình dịch COVID-19, an ninh trật tự, nhiều tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh trong trạng thái bình thường mới. Do đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ưu tiên đặt nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức đảng và nâng cao chất lượng, tính chiến đấu của đảng viên, ưu tiên đặt lên hàng đầu, bám sát các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, của tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, và quy định những điều đảng viên, những điều công an không được làm. Kết hợp với đó là nâng cao cái vai trò, tính nêu gương của người đứng đầu, của cấp ủy đơn vị, tạo được sự đoàn kết, thống nhất, tạo sự lan tỏa trong toàn đảng bộ. Chính sự quyết liệt trong chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, nhất là trong công tác kiểm tra giám sát, nên tình trạng sai phạm kỷ luật được giảm dần, góp phần xây dựng tổ chức đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh. Đội ngũ lãnh đạo chỉ huy trong công an tỉnh cũng đã nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm và gương mẫu. Cán bộ đảng viên, chiến sĩ công an tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất người công an nhân dân, tự giác với công việc, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Điều đó được minh chứng trong công tác phòng chống dịch, một đồng chí đã hy sinh. Trên các mặt trận công tác khác, cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực vượt qua nhiều cam go, sẵn sàng xung phong đảm nhận những việc khó, gian nan, nguy hiểm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì lẽ đó, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân Tây Ninh luôn sáng đẹp trong lòng nhân dân. Sự hy sinh, lòng quả cảm, những nghĩa cử, nghĩa tình luôn được lan tỏa. Kết quả công tác năm 2021, Công an tỉnh Tây Ninh được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc. Tỉnh ủy Tây Ninh đã tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, đòi hỏi từng cán bộ đảng viên, trong đó những người làm công tác kiểm tra giám sát phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ. Bởi nếu không kịp thời đấu tranh ngăn chặn, sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới vai trò lãnh đạo của đảng, làm mất niềm tin của nhân dân. Bên cạnh đó, cần khuyến khích bảo vệ những cán bộ chiến sĩ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu những khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Có như thế mới phát hiện từ sớm, từ sai phạm nhỏ, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.